À, một số xe còn lại của cửa hàng cũng như là Toyota Innova đời 2015 nè bà con. Đấy, 2015 màu trắng. Chiếc này đã cho bà con là 279 triệu ba rút hồ sơ gốc cho bà con nha. Đấy, 279 bớt cho bà con từ 3-5 triệu nè. Rồi, 2014 nè, e bạn đủ nè. 2014 em bán đủ thì em bán là 295. Bà con tới xem cũng mất cho bà con từ 3-5 triệu nha. Xe rất đẹp nha bà con nha. Bà con quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em à, để có cái giá tốt nhất nha bà con nha. Đây, xe khá đẹp. Nội thất mới nha bà con. Đấy, nội thất rất là mới luôn. Đấy, rất là đẹp cho bà con. Bà con quan tâm mẫu xe nào thì có lô cho em để em có cái giá tốt cho bà con. Đây, 2017 đăng ký lăn bánh, 2018 có cân bằng điện tử. Chiếc này thì để cho bà con với giá là 435 triệu nha. Xem xe là có bớt có thương lượng nè. Đấy, quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em số 0972 147 247 nha. Đấy, để có cái giá tốt. Thì nhớ chiếc này em quay clip chi tiết hết rồi, bà con cứ vào kênh của em à, là sẽ thấy được xe thôi. Đấy, xe nhiều lắm. Bên đây còn lọt xe nữa nè, 2018 nè. 2018 chiếc này đang bán là 469 triệu nè bà con. Đấy, có mâm độ nè. 2017 nè, một lọt luôn. Một chiếc nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè. Đấy, thì đồng giá là từ 430 cho đến 445. Có cân bằng điện tử cũng có, không cân bằng điện tử cũng có nha bà con. Đầy đủ hết. Số tự động là 300 số tự động này là 485 là 2016 nè. Rồi Kia Morning. Kia Morning thì 2016 không taxi, không dịch vụ, đang bán 169 triệu. Đấy, đến xem xe là còn bớt còn thương lượng nha bà con nha. Đấy, còn bớt còn thương lượng nha bà con luôn. Rồi, Kia Cerato trắng số sàn nè, Kia Soluto nè. Đấy, mấy chiếc này thì anh em nó mới về, em sẽ cập nhật giá cho bà con. Đấy, con này thì 285 triệu hồi bữa giờ rồi. Evanja màu trắng biển 69 Cà Mau. Đấy, màu trắng số sàn. Rồi, Mitsubishi Exeger thì có hai bản. Đấy, số sàn luôn, con này 200 mấy à. Kia Cerato, con này số cửa nóc, cửa sổ trời 260 triệu nha bà con. Số tự động. Wigo 2012 Wigo số tự động này. Chiếc này cũng mới về đang làm đẹp, vệ sinh xong lên xong báo giá bà con. Rồi, Kia Rondo số sàn lấy dầu 25. Con này 330, xem xe có bớt có thương lượng. Bán tải là 365. Số sàn lấy dầu một cầu nha bà con nha. Rồi, thì em sẽ qua bãi quay thêm một lượng xe mới cho bà con. Dạ vâng, thì bên em cũng còn được một số mẫu xe phân mới cho quý bà con lựa chọn nha. Đấy, thì bắt đầu clip này em muốn giới thiệu bà con mẫu Innova 2017 phiên bản số tự động biển 68. Chiếc này em đang bán cho bà con là 509 triệu nha bà con. Tới xem xe là còn bớt còn thương lượng cho bà con luôn. Đó, xe quá trời đẹp luôn bà con ơi. 509 triệu nha. Đấy, xe rất là đẹp. Đấy, bà con quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em. Rồi, 509 triệu. 2019 thì em có rất là nhiều. Bên này là 4-5 chiếc luôn. Biển 86 nè, 2019 nè. 2019 thì bên em bán nộp giá 409 triệu nha bà con nha. Rồi, 409 triệu nha bà con nha. Đấy, xe nói chung là những chiếc này em có một clip chi tiết hết rồi. Bà con vào kênh của em xem giùm. Đó, 2019 phiên bản chính tu khí nha bà con. Rồi, màu ghi bạc nữa nè, có hai màu. Màu ghi bạc cho bà con luôn, cũng 505 triệu chứ. 505 triệu nha. 505 triệu cho bà con luôn, có hai màu. Màu đồng ánh kim và màu ghi bạc. Rồi, bên em xe về rất là nhiều bà con ơi, ngày nào cũng về. Bà con nhớ đăng ký kênh, follow kênh để cập nhật thêm nhiều mẫu xe đẹp giá rẻ hàng ngày nha bà con nha. Đấy, về liên tục. Đấy, bà con quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em.
Để số điện thoại là 0972 147 247 nha. Siêu và tấp nập nha bà con, trở về rất là nhiều. Đây là mẫu 2017 bên em bán 430 triệu nè, 35 bớt 5 430. Rồi, bà con thích thì cũng alo giùm em luôn. Để có cái giá cực kỳ tốt cho quý bà con, quý anh chị em nhà mình. Đó. Xe khá là đẹp bà con, xe khá là đẹp và nét nha. Xe khá là đẹp và nét luôn bà con. 2017 nha. Đấy, 2017 bên em còn nhiều. Và 2019 nữa nè, 2019. 2019 thì phiên bản này thì bà con biết rồi, cũng phiên bản chính thú ký. Giá thì cũng như nhau thôi, 505 triệu. Tới CMC thì bớt cho bà con từ 3 5 triệu là những bình thường. Đấy, bà con thích mẫu nào thì em xử lý mẫu đó cho bà con thôi. Đó, ghế nội thất về đây. Bên em nhận thu mua trao đổi cò cắp tất cả các dòng xe. Bà con có xe 4 chỗ 5 chỗ muốn đổi lên xe đời cao thì cũng alo em đổi xe cho bà con luôn. Đấy, hay chưa? Xe rất đẹp luôn bà con. Xe bên em còn nhiều lắm. Đây. Mẫu này 2017, cuối 2017 có cân bằng 445 bước 5 triệu cho bà con. Thoải mái luôn mà. Đấy, bên em bán là như thoải mái. Đây cũng 2019 luôn, 505 luôn bà con. Đấy, 505 hết á. Bớt cho bà con được 35 triệu nha bà con nhà mình nè. Bà con nhà mình thích mẫu nào, ưng mẫu nào thì cứ alo em nha. Để có cái giá tốt nhất cho quý bà con cũng như quý anh chị nha. Rồi, Xpander thì em cũng có luôn. Xpander thì em có 2019 nè, phiên bản số sàn. Đấy, phiên bản số sàn. Chiếc này thì em để cho bà con với cái giá là chiếc này để cho bà con giá là 425 bớt 5, 420 đi. Đấy, có bi cầu nè, đẹp quá trời luôn. Đấy, bà con ưng mẫu nào thì cho alo cho em. Đấy, luôn luôn. Để có giá tốt cho bà con về sử dụng. Xe thì full đồ, màn hình cam lùi, cam hành trình, Android đầy đủ hết. Đó, bà con nhấc cái máy lên, alo cho em trường 0972 147 247 nha. 2019 nhập Indo nha bà con. 0972 147 247 mua bán tại Dĩ An, Bình Dương nha quý bà con anh chị nha. Đấy, nhận trao đổi luôn. Và đặc biệt có hoa hồng cây cho bà con giới thiệu nha. Khi mà mua bán được xe nha bà con nhà mình nha.